Mến chào các em đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bước sang một chủ đề thứ hai, đó là tìm hiểu về mỹ thuật cà lê. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu, đó là bài số 5, sơ lược về mỹ thuật cà lê. Thì ở những bài thưởng thức mỹ thuật yêu cầu các bạn chuẩn bị cho cô tập viết sách giáo khoa, bút đỏ, bút dạ, thước. Thì tập chúng ta sẽ ghi những cái nội dung tựa bài, nội dung chính như là 1 la mã, 2 la mã, 3 la mã, 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ. Còn những cái nội dung, những cái ý chính thì chúng ta sẽ dùng bút đỏ và thước, hoặc là bút dạ và thước để dập vào trong sách giáo khoa. Chúng ta nắm bài. Thì những bài thưởng thức mỹ thuật thường sẽ có những nội dung sau. Thứ nhất là phần tìm hiểu bài nét về bối cảnh xã hội. Thứ hai là tìm hiểu đôi nét về nền mỹ thuật cà lê. Và cuối cùng là đúc kết lại đặc điểm của nền mỹ thuật cà lê. Ở phần bài nét về bối cảnh xã hội thì ở tiết trước cô đã hướng dẫn, trong phần hướng dẫn về nhà cô yêu cầu các em học, chúng ta tự học và tự đọc trong sách giáo khoa, nên ở bài ngày hôm nay cô sẽ không hướng dẫn hoặc là không nói về bối cảnh xã hội của nhà Lê lúc bấy giờ. Ở phần 2 la mã chúng ta sẽ tìm hiểu về nền mỹ thuật thời Lê. Thì cũng tương tự như là nền mỹ thuật thời Lý và thời Trần, mỹ thuật thời Lê cũng có 3 loại hình nghệ thuật. Thứ nhất là nghệ thuật kiến trúc. Và nghệ thuật kiến trúc là chia ra làm hai loại, đó là kiến trúc cung đình và kiến trúc tôn giáo, khác với lại kiến trúc của nhà Lý và nhà Trần là kiến trúc cung đình và kiến trúc Phật giáo. Loại hình nghệ thuật thứ hai đó là nghệ thuật điêu khắc và chạm khắc trang trí. Và loại hình nghệ thuật thứ ba đó là nghệ thuật gốm. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng loại hình nghệ thuật. Đầu tiên đó là loại hình nghệ thuật kiến trúc. Cô yêu cầu các bạn chú ý nghe cô giới thiệu về các cái công trình kiến trúc cung đình của nhà Lê. Sau khi lên ngôi thì vua Lê Lợi đã tiếp tục xây dựng nhiều cung điện lớn ở Thăng Long. Thì nói đến Thăng Long, chúng ta đều biết đây là một quần thể kiến trúc độc đáo, có sự kế thừa từ nhà Lý sang nhà Trần, và tới triều đại nhà Lê vẫn có sự tiếp nối liên tục như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Điện Kính Thiên. Đây là hình ảnh của Điện Kính Thiên xưa và nay. Chúng ta cùng quan sát. Hình đầu tiên là hình ảnh của Điện Kính Thiên xưa. Và chúng ta cùng tìm hiểu về Điện Kính Thiên được xây dựng trên núi Nùng, trên nền cũ của cung Thiên An thời Lý và Trần, và xây dựng vào năm 1428 đời vua Lê Thái Tổ, và được hoàn thiện vào đời vua Lê Thánh Tông. Đây là cung điện quan trọng bậc nhất. Nơi đây là nơi cử hành các nghi lễ quan trọng của triều đình, và đồng thời cũng là nơi đón tiếp các sứ giả nước ngoài, và cũng là nơi để cho vua thiết triều bàn việc quốc gia đại sự. Đây là công trình trung tâm ở Thăng Long trong tổng thể các danh địa danh lịch sử của thành cổ ở Hà Nội.
Đến năm 1886 thì Điện Kính Thiên đã bị phá hủy và hiện nay chỉ còn lại những cái di tích là thành bậc và nền của điện. Thì chúng ta cùng quan sát trên những cái hình mà cô sưu tầm. Sau khi mà thực dân Pháp, ba cái hình cuối nó thấy sau khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam thì đã xây một cái thành để đóng đô ở đây trên nền Điện Kính Thiên. Và hiện tại như là cô đã nói thì chỉ còn di tích là những cái thành bậc là nền của điện. Chúng ta thấy ở hình cuối cùng thành bậc hình rồng, chạm khắc hình rồng đá. Và kế tiếp chúng ta kể đến đó là điện Cần Chánh. Thì cũng theo thời gian những cung điện này đã bị hiện tại chỉ còn lại những cái vết tích thôi. Đây là cái dấu tích kiến trúc cho thấy được những cái móng cột của điện Cần Chánh có kích thước rất là lớn, để thấy được đây là một trong những cái công trình kiến trúc cũng rất là to lớn của nhà Lê. Như vậy ngoài điện Kính Thiên, Cần Chánh, Vạn Thọ là những cái điện được nhà Lê cho xây dựng thêm ở trong kinh thành Thăng Long. Tiếp theo chúng ta phải kể đến nhà Lê đã cho xây dựng khu Lam Kinh tại quê hương Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đây chúng ta cùng xem hình ảnh có sưu tầm được từ khu Lam Kinh của nhà Lê. Thì khu Lam Kinh thuộc xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đây là một vùng đất rộng lớn, xung quanh có rừng, núi, sông, ngòi, bản làng. Và đây là một quần thể bao gồm cả lăng mộ, đền, miếu và hệ thống những cái thành quách cung điện của các vua và hoàng hậu triều Lê. Và khu Lam Kinh được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1962. Và chúng ta cùng thấy đây là một cái tổng thể vừa có lăng mộ, đây là khu lăng mộ của vua Lê Thái Tổ nè. Phía trước thì có hai cái tượng của cặp voi đứng chầu, và đây là cái mộ của vua Lê Thái Tổ rất là đơn sơ và nó hòa với lại khung cảnh của thiên nhiên, không có gì là không có tách biệt với lại khung cảnh thiên nhiên. Tiếp theo là toàn cảnh khu vực điện thờ cũng như là sân rồng ở của khu di tích đó. Chúng ta thấy là cái đường đi vào những cái thành bậc vào những cái khu điện thờ các vị vua Lê, và bên dưới là khu thành điện ở Lam Kinh. Kế tiếp chúng ta cùng quan sát tam quan điện thờ các vua nhà hậu Lê. Và một trong những cái công trình được chứng nhận là di tích lịch sử đó chính là bia Vĩnh Lăng ở khu Lam Kinh. Thì trên cái bia này là ghi lại tiểu sử của Lê Lợi. Như vậy về kiến trúc cung đình của nhà Lê thì chúng ta nhớ thứ nhất đó là nãy giờ cô đã giới thiệu cho các em những cái khu cung điện của nhà Lê.
Thì phần này các em sẽ tự gạch những ý trong sách qua phần tôi giới thiệu kết hợp với sách giáo khoa và xem hình ảnh. Tiếp theo chúng ta sẽ bước sang loại hình nghệ thuật tôn giáo. Vì sao gọi chung là tôn giáo? Vì cuối truyền Lê thì đạo Phật bắt đầu nhà Lê đã đề cao nho giáo và cho xây dựng những cái miếu thờ khổng tử. Nho học, nhiều trường dạy nho học được mở ở nhiều nơi. Vua còn cho xây dựng lại văn miếu tử giám, xây dựng đền thờ những người có công đối với đất nước. Ở thời kỳ đầu thì Phật giáo không có phát triển, nhưng mà đến thời Lê Trung Hưng thì bắt đầu Phật giáo mới hưng thịnh trở lại, và nhiều ngôi chùa ở đàng này cũng đã được tu sửa xây dựng lại. Ngoài ra thì người đây còn cho xây thêm những cái ngôi chùa ở đàng trong. Chúng ta cùng tìm hiểu kiến trúc tôn giáo thì có hai loại, đó là nho giáo. Đầu tiên là kiến trúc nho giáo, đây là hình ảnh của văn miếu quốc tử giám. Tổng thể kiến trúc của văn miếu, đây là cổng bước vào văn miếu, đây là ngọ môn quan, và đây là bia tiến sĩ văn miếu tự giám. Văn miếu tự giám, ngoài ra thì chúng ta biết là văn miếu tự giám còn thờ khổng tử tại điện đại thành bên trong văn miếu. Đây là hình ảnh của tượng thờ khổng tử. Bên cạnh đó thì cũng có thờ tượng thầy Chu Văn An trong miếu tự giám. Thì chúng ta biết là chúng ta học ở ngôi trường Chu Văn An mang tên thầy Chu Văn An, thì chúng ta cũng rất là tự hào khi mà tên của thầy Chu Văn An cũng như là tượng của thầy Chu Văn An được mọi người ca tụng về đức và tài. Kiến trúc Phật giáo ở đàng ngoài thì chúng ta có chùa keo. Đây là hình ảnh của chùa keo và gác chuông của chùa keo. Chùa Thái Lạc, điện thờ của chùa Thái Lạc cũng như là cái cổng của chùa Thái Lạc. Đó là kiến trúc Phật giáo ở đàng ngoài. Ở đàng trong thì có những ngôi chùa như là chùa Thiên Mụ ở Huế, chúng ta cũng nghe nói rất là nhiều, và bạn nào đã từng đi Huế thì chúng ta cũng biết được chùa Thiên Mụ, đặc trưng riêng của cố đô Huế. Rồi tiếp theo là chùa Mía, hình ảnh của chùa Mía, chùa Thầy. Mỗi ngôi chùa chúng ta thấy là có nét đặc trưng riêng. Đây là chùa Bảo Quốc, bên ngoài và bên trong của chùa Bảo Quốc. Thì ngoài ra nhà Lê còn có nhiều những ngôi đình làng nổi tiếng như là đình Chu Quyến, hoặc là đình Bảng, đình Đình Bảng. Ở đây chúng ta cùng quan sát hình ảnh có sưu tầm được mô phỏng được cái mái của đình Chu Quyến rất là công ha. Kiến trúc là bằng gỗ. Chúng ta biết là đình làng là nơi để mà thờ thần làng, hoặc là thờ thần sông, thần núi, như là
nơi để cho người dân trong làng có thể tụ họp vào những dịp lễ hội hoặc là phân công trong làng. Nơi sinh hoạt của người dân trong làng đó, thì bên đây là đình Chua Quyến và bên đây là đình Đình Bảng. Thì mỗi cái ngôi đình nó có một cái nét đặc điểm riêng theo phong tục của từng làng, mà cái cách trang trí của nó khác nhau. Thì ở phần này cô cũng yêu cầu các em kể tên một số những công trình kiến trúc Nho giáo và Phật giáo nhà Lê qua phần cô mới vừa giới thiệu, và các em nên kết hợp với lại sách giáo khoa để chúng ta gặp ra những cái ý ngắn gọn mà đầy đủ. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang loại hình nghệ thuật thứ hai, đó là nghệ thuật điêu khắc và chạm khắc trang trí. Đầu tiên sẽ là điêu khắc. Nói đến điêu khắc là chúng ta đến các pho tượng. Đây là hình ảnh của các pho tượng thời Lê mà cô đã sưu tầm được. Nhất là tượng Quan Âm, Thiên Thủ Thiên Nhãn. Hai là tượng Hoàng Hậu Vua Lê Thần Tông. Thứ ba là tượng người và thú tại Lăng Lê Thái Tổ. Là tượng Quan Hầu và tượng thú. Đây là cặp voi đá lăng mộ ở Vua Lê Thái Tổ. Và đây là hình ảnh rồng đá ở khu Lăng Kinh. Như vậy ở phần điêu khắc và chạm khắc trang trí thì điêu khắc thì các em cũng tự đặt những cái ý mới vừa giới thiệu vào trong sách giáo khoa. Thứ hai là phần chạm khắc trang trí. Về chạm khắc trang trí thì nhà Lê, các nghệ nhân nhà Lê không chỉ chạm khắc trên đá ở các ngôi chùa, những ngôi đình làng hoặc là khu Lâm Kinh, như chúng ta thấy hình ảnh hoa sen, con cò hoặc là hoa cúc được trang trí, cũng như là các thành bậc bằng đá hình rồng, mà các nghệ nhân nhà Lê còn chạm khắc trên gỗ. Ví dụ đây là hình ảnh uống rượu chạm khắc trên gỗ ở các đình làng, hoặc là cảnh đánh cờ, là chèo thuyền, được chạm khắc rất là tinh tế và gần gũi với lại đời sống của người dân, không cầu kỳ, mang tính mộc mạc dân dã, phù hợp với lại tầng lớp của người dân lao động chân chất. Như vậy ở phần khắc trang trí các em cũng tự gạch vào trong sách giáo khoa của mình. Loại hình nghệ thuật thứ ba đó là nghệ thuật gốm. Đây là một số những cái hình ảnh về đồ gốm của thời Lê. Thì gốm thời Lê có sự kế thừa của gốm thời Lý và thời Trần, tạo được nhiều loại gốm quý hiếm như là gốm men ngọc, gốm hoa nâu giản dị. Và gốm của thời Lê thì phát triển loại gốm hoa lam phủ men trắng. Lam là màu xanh dương đó. Đây bạn thấy cái đĩa này, đây là cái chậu này đó. Đây là gốm hoa lam phủ men trắng hoặc là men xanh. Thì đồ gốm của nhà Lê có nét độc đáo, mang đậm chất nhân gian và vừa có nét trâu chuốt khỏe khoắn qua cách tạo dáng, mà
Các họa tiết được thể hiện theo phong cách hiện thực, chủ yếu là hình ảnh gần gũi với người người nông dân như là hoa sen, những cái con cua, con tôm, hoặc là hình ảnh của con công, con phượng, hoặc là hình ảnh hoa sen cách điệu để tạo ra hình dáng của cái lư hương, vân vân. Thì ở phần này các em cũng tự gạch ý đo chăm sóc. Cuối cùng là phần chúng ta đúc kết lại là mỹ thuật thời Lê. Vậy thì các em hãy nêu đặc điểm của mỹ thuật thời Lê qua cái phần giới thiệu về nền mỹ thuật thời Lê mà cô đã giới thiệu cho các em. Và chúng ta tự gạch và chăm sóc. Ở phần hướng dẫn về nhà, yêu cầu các em hoàn thành bài ghi. Cô nhắc lại là chúng ta sẽ ghi tựa bài một la mã, hai la mã, ba la mã, và phần một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ. Nói chung là mình ghi cái sườn của cái bài và trong tập. Còn cái ý chính thì chúng ta sẽ dùng bút đỏ hoặc là bút dạ và thước để chúng ta gạch và chăm sóc giáo khoa, chúng ta nắm được bài. Và chúng ta cũng chuẩn bị cho cô bài sau là bài tìm hiểu về một số những công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lê. Chúng ta đọc và tìm hiểu trước ở phần 1, 2, 3 la mã, trang 93 sách giáo khoa. Dụng cụ chúng ta chuẩn bị cũng là tập ghi bài, sách giáo khoa, bút đỏ, bút dạ, thước. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Mến chúc các em được nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em.